Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn trong cái tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Chúng ta biết tháng 2 là tháng Đinh Mão. Và trong tháng 2 âm lịch thì sẽ có những con giáp nào may mắn? Thì trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Như quý vị đã biết, chúng ta vừa trải qua cái dịp Tết Nguyên Đán và cũng sắp kết thúc cái tháng riêng là tháng ăn chơi. Và bước sang cái tháng 2 âm lịch thì chúng ta đã bắt đầu đi vào cái huồng quay của công việc. Bắt đầu là gì, có những thực hiện những cái kế hoạch, những hành động của mình để gì mang lại một cái năm may mắn, tài lộc hanh thông. Và cái mong muốn làm giàu, cái mong muốn kiếm tiền là một cái điều mong muốn chính đáng của tất cả chúng ta. Không ai là không mong muốn mình giàu có và thành công cả. Vậy thì trong cái tháng 2 âm lịch này thì có những con giáp nào may mắn, tài vận hanh thông, tiền bạc nó ùn kéo đến? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình tử vi chi tiết của 12 con giáp trong cái tháng 2 để quý vị có thể nắm rõ hơn và biết được mình có phải là con giáp may mắn hay không, cũng như là gì, biết được những cái tuổi khác, những người nhà có được may mắn như mình hay không. Đó. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Tý. Thưa quý vị, kết thúc cái tháng riêng, bước sang cái tháng 2 âm lịch năm 2024 ấy, thì những người tuổi Tý được dự báo là sẽ phải nghiêm túc tập trung hơn. Bởi trong cái tháng này không có thời gian cho các bạn nhàn rỗi hay là trì hoãn được nữa. Các kế hoạch, các dự định đặt ra từ trước đến giờ thì nên có sự xem xét cẩn thận và đánh giá phù hợp hơn so với cái tình hình thực tế. Trong tháng này gặp cục diện là Tý và Mão là tương hình. Vậy nên cái tháng này thì cục diện tương hình nó cũng cho thấy là gì, quý vị sẽ không được suôn sẻ. Vậy nên là nhắc nhở những người tuổi Tý cũng nên chuẩn bị sẵn sàng cái tinh thần để đối đầu với những cái khó khăn, những cái thách thức nó xuất hiện trước mắt. Bên cạnh đó, trong cái tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão này thì cũng dễ xảy ra những cái rắc rối, những cái mâu thuẫn ngoài ý muốn. Cái điều quan trọng là các bạn phải giữ một cái đầu lạnh, chú ý cái cách hành xử cũng như là cái làm việc một cách thận trọng để mọi thứ diễn ra được suôn sẻ và hanh thông. Về mặt tiền bạc của những người tuổi Tý trong thời gian này, nói chung ấy, cái tình hình tài chính có tăng có giảm, rủi ro thì nó tiềm ẩn khá nhiều. Nếu mà không có cái sự tính toán cẩn thận thì các bạn rất dễ để mất tiền bất cứ lúc nào. Thu nhập trong thời gian này thì cũng chỉ tạm thời có thể coi là ổn định, đủ để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu và sinh hoạt thường ngày. Nếu mà có kế hoạch đầu tư ấy, thì các bạn cũng nên thận trọng và nhớ đừng gì tham quá. Các cụ nói gì, tham thì thâm. Bên cạnh đó, cái vận trình tình duyên của những người tuổi Tý nói chung trong thời gian này cũng gì khá là vất vả, khá là chật vật. Do những người tuổi Tý rất bận rộn trong công việc mà có thể là lơ là đi cái mối quan hệ của mình. Những người độc thân thì rất có thể là sẽ xảy ra những cái tình huống hiểu lầm, ngộ nhận cái tình cảm với những người khác dành cho bạn. Trong khi đó, các cặp đôi thì có thể xảy ra nhiều chuyện tranh cãi, giận hờn và gì thiếu đi cái sự chia sẻ, cảm thông. Đó. Bên cạnh đó, về mặt sức khỏe của những người tuổi Tý nói chung ấy, cũng ở mức trung bình trong cái tháng này. Chủ yếu là do cái áp lực tinh thần nó tương đối là cao, có thể gây ra một vài cái triệu chứng khó chịu trong cái thể chất của các bạn. Căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến cái nhiều cái hệ lụy, đặc biệt là gì, chứng mất ngủ. Nó khiến cho cơ thể của các bạn thiếu năng lượng và luôn trong cái tình trạng là mệt mỏi. Các bạn hãy điều chỉnh cái lịch sinh hoạt cá nhân và gì cho bản thân mình có thời gian để phục hồi. Bên cạnh đó cũng nên tích cực luyện tập thể dục thể thao để gia tăng cái sức đề kháng cũng như là tăng cường cái sức khỏe cho mình. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Con giáp thứ hai mà chúng ta xét thì đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tháng 2 âm lịch thì những người tuổi Sửu, nói chung đây có thể coi là một cái tháng khá là bình ổn với những người tuổi Sửu. Mọi việc nó vốn thế nào thì cứ làm thế ấy, thì gần như là không gặp bất cứ cái khó khăn hay là cái trở ngại nào khiến cho những người tuổi Sửu phải lo lắng. Nhưng đồng thời cái tháng này cũng chưa ghi nhận được cái sự tiến triển nào đáng mừng cả. Về mặt sự nghiệp thì được nguyệt lệnh, nó là một đất mộ, nó cho thấy là cái sự nghiệp của những người tuổi Sửu ấy tiềm ẩn nhiều cái huyền cơ, là hung hay cát vẫn chưa thể nói chắc chắn được.
Nhưng mà nếu mà ngay từ bây giờ các bạn tập trung và nỗ lực nghiêm túc thì cái chặng đường phía trước của các bạn sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Nói chung cái tháng 2 nó cũng báo hiệu những cái cơ hội tốt ở cái phương xa. Bản mệnh có thể là sẽ cần phải chủ động và xông xáo hơn để tìm kiếm, giành cái lợi thế cho bản thân trước những cái cạnh tranh. Đúng ạ, không cần thiết. Bên cạnh đó thì cái tình hình tài chính nói chung ấy cũng có nhiều cái điểm sáng và cũng được thuận lợi. Tuổi này có thể ổn định cái kinh tế nhờ vào các nguồn thu đều đặn. Nói chung ấy, bản thân những người tuổi Sửu thì cũng biết cách kiểm soát cái tình hình tài chính rất là tốt, nên là cái việc chi tiêu nó vẫn khá là thoải mái, không hề cảm thấy eo hẹp. Cái thời điểm này thì vẫn chưa thích hợp để đầu tư hay là mở rộng cái mối quan hệ. Các bạn cũng cần phải chú ý chú trọng tránh bị lừa gạt đấy. Nói chung ấy, cái chuyện nhân duyên của những người tuổi Sửu trong thời gian này thì cũng gì có ít có tiến triển, hoặc là mọi thứ cũng diễn ra theo cái chiều hướng không thuận lợi. Các bạn chớ nên dành quá nhiều thời gian tiền bạc vào cái phương diện này. Quý vị hãy để mọi chuyện diễn ra theo cái lẽ tự nhiên. Nói chung ấy, các cặp đôi thì thường xuyên xảy ra những cái xích mích, những cái mâu thuẫn. Lúc này thì những người tuổi Sửu cần phải kiên nhẫn hơn để thiết lập các mối quan hệ tốt đẹp với những người mà mình thương yêu nhất. Cùng với tình duyên thì sức khỏe của những người tuổi Sửu ấy, nhìn chung cũng khá là tốt. Nhờ các bạn luôn duy trì được cái thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, thì ngoài cái vấn đề sức khỏe thể chất thì người tuổi Sửu cũng cần phải chú ý đến rèn luyện cái sức khỏe tinh thần của mình, nên giải tỏa những cái áp lực, những cái căng thẳng một cách kịp thời và giữ cái trạng thái là vui tươi và yêu đời đó. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp thứ hai. Tiếp theo con giáp thứ ba mà chúng ta xét đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tháng 2 tháng Đinh Mão này thì những người tuổi Dần sẽ là một cái khoảng thời gian suôn sẻ và giàu cái thành tích với những người tuổi Dần. Cái tháng này thì vận trình của những người tuổi Dần ấy sẽ có nhiều cái sự thay đổi và cái xu hướng chung ấy là đi lên, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Vậy nên đây sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong tháng 2. Xét về vận trình sự nghiệp của những người tuổi Dần trong cái tháng 2 này thì có thể nói là không có điểm nào đáng chê cả. Cái sự quyết đoán và cái sự nhanh nhẹn sẽ mang tới cho những người tuổi Dần nhiều cái lợi thế. Nói chung ấy, khả năng thăng tiến cao khi mà năng lực của các bạn cũng được nhìn nhận và đánh giá một cách xứng đáng. Nhìn chung ấy, cái vận may về sự nghiệp của những người tuổi Dần có nhiều cải thiện trong cái thời điểm này. Các bạn nên nắm bắt đầy đủ cái cơ hội, đồng thời duy trì cái trạng thái làm việc hiệu quả để đạt được những cái thành công tương xứng trong tương lai. Về mặt tài chính thì công việc tiến triển tốt đẹp, nó kéo theo cái thu nhập của những người tuổi Dần ấy cũng có nhiều cái điểm sáng. Con đường kiếm tiền, con đường làm giàu ngày càng được mở rộng, con đường phát triển thì ngày càng được bền vững hơn. Nếu mà có cơ hội hợp tác kinh doanh đầu tư ấy, thì bản mệnh cũng nên tìm hiểu và mạnh dạn tiến hành. Nói chung ấy, sẽ có nhiều cái mối quan hệ lợi thế tự nhiên nó mang tới. Về mặt tình duyên thì đây cũng là một cái tháng mà có đào hoa thiên diêu nó chiếu mệnh, nó đưa lối. Nhân duyên thì được khởi sắc, đời sống tình cảm của những người tuổi Dần cũng khá là đặc sắc. Nhiều cái mối lương duyên cắt lành nó ập tới, những người độc thân thì hoàn toàn có cơ hội thoát ế. Vậy nên quý vị hãy chủ động mở rộng cái mối quan hệ để nhanh chóng tìm được cho mình một cái đối tượng phù hợp. Đó. Bên cạnh đó, về mặt sức khỏe của những người tuổi Dần trong thời gian này cũng khá là tốt. Nếu mà có vấn đề thì cũng chỉ là vài cái bệnh lặt vặt do thay đổi cái thời tiết theo mùa. Quý vị hãy chú ý duy trì cái thói quen sinh hoạt điều độ, ăn uống ngủ nghỉ đúng thời gian để tránh xa các bệnh tật đó. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Mão, đúng không ạ? Thưa quý vị, nói chung ấy, trong tháng 2 tháng Đinh Mão thì cái vận khí của những người tuổi Mão nói chung là cũng có hung có cát, nhưng nhìn chung cũng sẽ tương đối là ổn định.
không gặp cái trở ngại nào quá lớn. Đôi khi các bạn còn có thể cảm thấy cái cuộc sống này nó đều đều quá mức buồn tẻ, nên là gì, tự tìm cho mình những cái niềm vui và cũng phải lên dây cót cho cái tinh thần. Về mặt sự nghiệp của những người tuổi Mão trong tháng 2 âm lịch ấy, thì bản mệnh có thể phải đối mặt với một số cái thử thách, một số cái áp lực. Nhưng mà có điều là các vấn đề này thì ai cũng sẽ có lúc phải gặp phải, đúng không ạ? Chỉ cần làm việc tập trung và chăm chỉ, các bạn hoàn toàn có đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn và đạt được những cái thành công vang dội. Đồng thời, trong quá trình làm việc hàng ngày ấy, thì quý vị cũng nên chú ý đến cái cách nói năng ứng xử của mình để không bị vướng thêm vào những cái chuyện rắc rối thị phi. Công việc như vậy, vậy nên cái vấn đề tài chính của các bạn cũng sẽ được cải thiện. Nhưng mà các bạn vẫn cần phải quản lý thật cẩn thận và có kế hoạch tiết kiệm chặt chẽ. Nói chung ấy, trong cái tháng 2 âm lịch thì những người tuổi Mão ấy không được mấy hăng hái và cũng ngại tính toán. Đấy, việc gì đó quá phức tạp nên là cũng không thích hợp để tham gia vào các dự án đầu tư kinh doanh lớn lao và có tính chất mạo hiểm. Về vận trình nhân duyên ấy, thì tình yêu đôi lứa, hôn nhân gia đình thì đều duy trì ở cái mức độ hài hòa. Hầu như là không có cái biến động nào mang cái tính chất là tiêu cực xảy ra, đúng không? Nhưng mà tình cảm thiếu đi cái sự lãng mạn sẽ khó tránh khỏi bị phai nhạt. Các bạn vẫn nên có những cái hành động chủ động để gì thể hiện cái tình cảm của mình với nhiều người hơn. Đừng có chỉ biết thì đừng chỉ có nhận, mà quý vị hãy cho đi để được cuộc sống may mắn và hạnh phúc. Thêm nữa, trong thời gian này thì cái sức khỏe của những người tuổi Mão ấy, do là gì, nguyệt lệnh nó là một đất bệnh, vậy nên những người tuổi Mão sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cái phương diện về sức khỏe. Tuy nhiên con giáp này có thể là gì không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng mà cái bệnh vặt vãnh thì cũng khó tránh khỏi. Cái tinh thần nó xuống dốc, dễ bị sờ chết, khiến cho cơ thể dễ bị suy nhược đó. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp thứ tư, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ năm, đó là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, bước sang cái tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão, thì những người tuổi Thìn được dự báo là có thể đối mặt với khá nhiều cái áp lực do cục diện là gì? Thìn và Mão là lục hại. Cái vận khí nó suy giảm, cái họa thị phi, cái họa tiểu nhân, cái sự cạnh tranh nó cũng cao, nó đang treo lơ lửng trên đầu, luôn có thể đẩy các bạn vào cái hoàn cảnh bất lợi bất cứ lúc nào. Về vận trình sự nghiệp của những người tuổi Thìn trong thời gian này, do cục diện là Thìn và Mão là tương hại nó xuất hiện, nó khuấy đảo mọi thứ. Công việc của những người tuổi Thìn thường phát sinh nhiều cái vấn đề trục trặc bất ngờ. Cái sự nghiệp thì gặp nhiều cái thử thách, cái mối quan hệ với đồng nghiệp thì cũng không được hài hòa. Còn có cái điềm báo về đấu đá ngầm, bằng mặt nhưng mà không bằng lòng. Cái thời điểm này thì các bạn vẫn cần phải có một cái tinh thần lạc quan để đối mặt với các vấn đề có thể nảy sinh trong cái thời gian này. Bên cạnh đó thì cái vận trình tài chính, tài lộc của những người tuổi Thìn trong thời gian này ấy, nói chung ấy, cái thu nhập của những người tuổi Thìn nó cũng không tăng là mấy, mà còn có nguy cơ là thất thoát và khó có thể kiểm soát được. Cái điều này có thể liên quan đến những cái thách Cái điều này nó có thể liên quan đến những cái thách thức nghề nghiệp hoặc là do gì các quyết định đầu tư cá nhân. Các bạn nên tính toán thận trọng trong các hoạt động cầu đầu cơ, cầu tài, kéo lại toàn gặp phải những điều xui xẻo. Đầu tư mạo hiểm cũng không phù hợp với những người tuổi Thìn trong thời gian này. Đã, các bạn nên từ bỏ cái ý định đó ngay lập tức. Bên cạnh đó, về mặt tình duyên của những người tuổi Thìn ấy, thì nhờ có Bách Việt nên là cái đời sống tình cảm của những người tuổi Thìn lại có nhiều cái khởi sắc mạnh mẽ. Những người độc thân thì gặp nhiều cái thuận lợi. Nếu mà muốn cải thiện cái chuyện tình cảm của mình ấy, thì quý vị gì sẽ gì có cơ hội mở ra rất nhiều. Các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn. Vậy nên hãy cứ từ từ tìm ra những người phù hợp đến với mình. Bên cạnh đó, về mặt sức khỏe của những người tuổi Thìn trong thời gian này ấy, thì cái vấn đề duy nhất mà các bạn cần lưu tâm đó là gì? Trong tháng này là giấc ngủ. Các bạn dễ gặp cái tình trạng mất ngủ hoặc là giảm cái chất lượng giấc ngủ, khiến cho cơ thể bị uể oải, mệt mỏi, thiếu năng lượng. Đối mặt với những cái thách thức trước mắt, nếu mà không có một cái nền tảng sức khỏe ổn định ấy, thì các bạn rất dễ bị gục ngã, nên cần phải có sự điều chỉnh kịp thời, chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình nhiều hơn. Vậy nên trong thời gian này, để gia tăng cái may mắn tài lộc và bảo vệ cái sức khỏe của mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân
mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn, đó là con giáp thứ năm. Tiếp theo chúng ta xem tuổi thứ sáu, đó là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, những người tuổi Tỵ trong tháng 2 âm lịch thì được dự báo là vượng vận quý nhân, dễ dàng đạt được nhiều cái điều mà mình mong muốn dưới sự hỗ trợ của quý nhân. Xung quanh các bạn có rất nhiều người có thể cho các bạn những cái ý kiến hữu ích. Cái điều này sẽ giúp cho cuộc sống của những người tuổi Tỵ diễn ra được suôn sẻ, thuận lợi và may mắn hơn. Nói chung ấy, trong thời gian này công việc của những người tuổi Tỵ đón nhận nhiều cái cơ hội được tăng trưởng, tình hình thì ngày càng ổn định. Các bạn cũng tự tin phát huy cái năng lực của mình. Cái sức ảnh hưởng của những người tuổi Tỵ trong thời gian này có thể là gì? Ngày càng được khẳng định. Mở rộng cái con đường thăng tiến, danh lợi thì đều được như ý. Tuy nhiên, các bạn vẫn cần phải nên đề phòng những cái hung tinh nó có thể kéo đến, dẫn kéo theo cái họa tiểu nhân do ghen ăn tức ở với những cái lợi thế của các bạn. Bên cạnh đó, cái vận trình tài chính của những người tuổi Tỵ trong thời gian này nói chung ấy cũng khá là gì? Khá là tốt. Tuy có lúc thăng lúc trầm, nhưng mà xu hướng chung là tăng trưởng ổn định. Các bạn sẽ cảm thấy cái tài lộc của mình dần dần được cải thiện, đặc biệt là về mặt kinh doanh buôn bán đầu tư và quản lý tài chính. Con giáp này thì có thể đưa ra những cái quyết định sáng suốt và thu được những cái lợi nhuận rất là tốt lành. Tuy nhiên trong thời gian này thì quý vị cũng không nên quá chủ quan, làm gì thì cũng nên duy trì cái thái độ là thận trọng để gì? Để duy trì cái vận may của mình. Bên cạnh đó, cái vận trình tình duyên thì những người độc thân có cơ hội gặp gỡ được những đối tượng ưng ý, thậm chí còn xuất hiện cả gì? Tình yêu sét đánh. Nhưng mà các bạn cũng không nên để cho cái cảm xúc che mờ đi cái lý trí, nên dành thời gian để tìm hiểu cùng nhau. Gia đạo trong thời gian này cũng hài hòa, gia đình thì hạnh phúc. Đấy. Bên cạnh đó thì cái gia đình chính là cái động lực để quý vị cố gắng lớn lao, giúp cho những người tuổi Tỵ hoàn thành tốt những mục tiêu sắp tới. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, như vậy chúng ta biết những người tuổi Tỵ sẽ là con giáp may mắn thứ hai. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta cùng xét đến tuổi thứ bảy, đó là những người tuổi Ngọ. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão thì những người tuổi Ngọ gặp cục diện là Ngọ và Mão là cục diện là tương phá. Cái cục diện tương phá nó ăn ngữ, nó gây ra nhiều cái sóng gió cho những người tuổi Ngọ trong cái thời gian này. Rất may là cái sự xuất hiện của các cát tinh nó cũng sẽ giúp hóa giải phần nào những cái hung tinh. Nhưng đòi hỏi những người tuổi Ngọ ấy vẫn phải nỗ lực rất nhiều thì mới mong có được cái sự chuyển biến tích cực về sau. Cái công danh sự nghiệp của những người tuổi Ngọ trong cái tháng này ấy, gần như là cái phương diện chịu tác động mạnh mẽ nhất. Khối lượng công việc thì tăng mạnh, kèm theo cả những cái áp lực về tinh thần khiến cho những người tuổi Ngọ khá là vất vả khi phải đương đầu cũng như là gì tìm cái giải pháp. Bản mệnh gần như là luôn phải tự thân vận động, một mình cáng đáng mọi việc mà gì không được cái sự trợ giúp nào từ những người khác. Bên cạnh đó, những người tuổi Ngọ cũng nên có cái sự đề phòng trong các mối quan hệ xã giao, kẻo bị gì kẻ xấu hại lén sau lưng. Nói công việc nó khó khăn như vậy, trên phương diện tài lộc của những người tuổi Ngọ ấy, nói chung là cũng khó có cơ hội làm giàu ở trong thời điểm này. Công việc có nhiều nguy cơ, còn có thể ảnh hưởng đến cái khoản thu nhập cố định của các bạn. Những người làm kinh doanh đầu tư thì tốt nhất là nên bình tĩnh chờ đợi một cái thời cơ thích hợp hơn, không nên quá vội vàng hay là gì nhắm mắt nghe theo lời rủ rê của những người khác, kéo lại gì bị mất mát về tiền bạc trong thời gian này. Bên cạnh đó thì cái chuyện tình cảm của những người tuổi Ngọ nói chung này cũng gì có những cái thay đổi và bất ổn đấy. Nói chung ấy, các bạn không nên chủ quan. Công việc bận rộn, tinh thần thì bất ổn khiến cho những người tuổi Ngọ gì khó tiết chế được cái cảm xúc của mình, có thể làm ảnh hưởng xấu đến cái mối quan hệ với người thân, với bạn bè. Vợ chồng thì cũng nên chia sẻ với nhau nhiều hơn để cùng nhau vượt qua những cái thử thách, vượt qua những cái sóng gió. Bên cạnh đó thì sức khỏe của những người tuổi Ngọ nói chung là chủ yếu chịu ảnh hưởng từ cái tinh thần căng thẳng, nên là cũng có phần là sa sút. Khi mà cái áp lực tăng cao thì các bạn nên chú ý nghỉ ngơi, thư giãn để tránh gì? Tránh làm việc quá sức, kẻo nó bị sờ chết, nó tích tụ. Đó. Vì thế, để hóa giải những cái thị phi và mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Ngọ trong cái tháng 2 âm lịch, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân.
Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên, quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ, đó là con giáp thứ 7. Tiếp theo, chúng ta xét đến tuổi thứ 8, không ai khác, đó chính là những người tuổi Mùi. Quý vị thân mến, trong tháng âm lịch thì cái vận khí của những người tuổi Mùi được dự báo là sẽ tăng mạnh. Đó. Cái tháng này rất thích hợp để mưu cầu đại sự, cầu công danh, cầu tài lộc, khi mà các tín hiệu tích cực nó đang hướng về những người tuổi Mùi trong cái tháng 2 âm lịch này. Công danh sự nghiệp của những người tuổi Mùi thì có nhiều cái bước tiến triển rõ rệt. Những người tuổi Mùi sẽ được ghi nhận cái năng lực, làm gì cũng gì được tập thể ủng hộ. Tinh thần làm việc thì hăng say và sáng tạo, giúp các bạn đạt được những thành tích đáng nể. Các mối quan hệ, công việc cũng rất là hài hòa, tốt đẹp. Quý nhân sẽ xuất hiện, quý nhân có thể là bất cứ ai mà ở bên cạnh các bạn. Dẫu như vậy, các bạn cũng đừng vội ngủ quên trên đỉnh vinh quang. Càng thuận lợi thì các bạn cũng cần phải bình tĩnh, tịnh tâm và gì sáng suốt hơn khi mà đưa ra cái lựa chọn mới, để gì không bị tụt lùi, không bị tụt hậu so với những người khác. Công việc nó thuận lợi hay không, vậy nên cái tài lộc gì nó cũng lại có tài tinh nó cao chiếu, nên là nó có nhiều cái điểm sáng. Quý vị kiên trì làm ăn thì tiền bạc đổ về túi ầm ầm, rất có thể sẽ có những cái thu hoạch bất ngờ. Tiền đến phải giữ thật chặt, đừng có để gì để tổn thất. Thì đây cũng có thể nói là một cái tháng mà nói chung là tài lộc song toàn với những người tuổi Mùi đó. Về mặt tình duyên thì trong thời gian này thì cái nhân duyên cũng thúc đẩy cái chuyện tình cảm lứa đôi thì ngày càng hài hòa, tốt đẹp. Các cặp đôi có thể tính đến cái chuyện hôn nhân trong cái tháng 2 âm lịch này. Những người độc thân ấy thì cũng vượng vận đào hoa, tuy nhiên ấy, rất dễ rơi vào cái tình trạng là ngày lắm mối mà tối nằm không. Vẫn nên là có sự cân bằng, cân nhắc một cách thật trọng. Bên cạnh đó, cái sức khỏe của những người tuổi Mùi ấy, thì về cơ bản là không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, các bạn vẫn nên chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị té ngã hay là thương tật ở tay chân, hoặc là gặp những cái tai ương bất ngờ nó có thể ập đến trong cái thời gian này. Nói chung là vẫn còn một vài cái hung tinh nên quý vị cũng cần phải lưu ý. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình trong cái tháng Đinh Mão, thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là những người tuổi Mùi, con giáp may mắn thứ 3 nha. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến con giáp thứ 9, đó là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, nói chung ấy, cái dự báo cái vận khí của những người tuổi Thân đang trên đà tăng tốc khá là ổn định. Bản mệnh làm đâu thắng đó, càng chăm chỉ thì lại càng dễ đạt được cái lợi thế đến với mình. Nói chung ấy, trong thời gian này về công việc sự nghiệp của những người tuổi Thân thì không có quá nhiều cái biến động. Các bạn xử lý ổn thỏa mọi vấn đề, các kế hoạch diễn ra êm đềm và đều đặn. Đồng nghiệp thì quý mến, cấp trên thì tin tưởng, hiệu suất công việc nó không có điểm nào phải chê trách cả. Có người còn may mắn được quý nhân phù trợ. Nhìn chung ấy, cái cơ hội để phát triển khá là nhiều, song cũng tồn tại những cái thách thức nhất định mà bản mệnh không nên chủ quan. Bên cạnh đó, cái vận trình tài chính của những người tuổi Thân ấy cũng được khởi sắc, tài lộc thì khởi sắc, cả chính tài và thứ tài đều rất là khả quan. Cái việc làm giàu cũng nằm trong tầm tay, tham vọng cũng sẽ có nơi để mà thể hiện. Những người làm đầu tư kinh doanh ấy, thì cũng khá là mát tay, nhờ nắm được cái xu thế của thị trường, nên là cũng sẽ đảm bảo được thu về tiền đầy túi, tình đầy tim. Bên cạnh đó, cái vận trình tình duyên của những người tuổi Thân trong thời gian này thì được nguyệt lệnh lên một đất mộc sục, nó báo hiệu đào hoa rực rỡ, cho thấy cái chuyện tình duyên khá là thuận lợi. Những người độc thân thì có đối tượng chủ động đến tiếp cận, tình cảm vợ chồng thì hài hòa, gia đạo thì yên ổn, có thể đón cái tin vui về con cái trong thời gian này. Có điều cái đào hoa nó quá vượng, có thể là do gì? Có điều cái đào hoa nó quá vượng, nó có thể là con dao hai lưỡi, gây ra những cái rắc rối về chuyện tình cảm, gây ra những cái mối tình tay ba ngang trái phức tạp. Vậy nên quý vị vẫn nên lưu tâm nhé. Còn về mặt sức khỏe, dù không gặp phải cái tình trạng nguy cấp nào, nhưng mà quý vị cũng nên duy trì cái thói quen sinh hoạt điều độ, tập thể dục đều đặn, chớ nên mải mê với công việc mà bỏ bê cái cơ thể. Thời điểm bận rộn quá sức thì cũng chú ý đến cái sức khỏe tinh thần và giải tỏa căng thẳng một cách kịp thời thông qua việc nghỉ ngơi hoặc là thư giãn.
Đó. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Như vậy tuổi Thân sẽ là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ 10, đó là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão thì những người tuổi Dậu ấy nó sẽ đón một cái vận trình là biến động khá là nhiều do cục diện là gì? Mão Dậu là tương xung. Nói chung chẳng những nó khiến cho các kế hoạch, các dự định bị đảo lộn mà còn tiềm ẩn những nguy cơ tiểu nhân quấy phá, đâm lén sau lưng, thị phi thì nó bủa vây. Về mặt công danh sự nghiệp của những người tuổi Dậu trong cái tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão này này thì công việc trong tháng 2 có nhiều cái chiều hướng lao dốc. Hiệu suất và cái tinh thần nó làm việc nó bị giảm sút. Bản mệnh những người tuổi Dậu thường xuyên phải đối mặt với những cái cạnh tranh cả trong nội bộ lẫn bên ngoài. Nhìn chung ấy, cái áp lực trên vai nó không hề là nhỏ. Tuy nhiên ấy, nếu mà có thể giữ vững cái ý chí, thấy khó mà không nản, thì cái khoảng cuối tháng cũng sẽ có cơ hội để trở mình đấy, giúp các bạn gì hóa hung thành cát. Công việc nó không thuận, vậy nên là cái tài lộc vẫn chưa có những cái tín hiệu nào nó được khởi sắc. Hung tinh nó tác động còn dễ dẫn đến cái nguy cơ bị hao tài. Bản mệnh kiếm được nhưng mà thất thoát cũng không ít. Tiền vào rồi lại ra, rất khó có thể được tích lũy. Kinh doanh buôn bán thì gặp nhiều cái khó khăn, dễ bị đối thủ cạnh tranh, bị thị trường nó bão hòa. Các bạn nên có những cái tính toán đổi mới để lấy lại cái vị thế của mình trong tương lai. Bên cạnh đó, với cái mặt tình duyên trong tháng 2 âm lịch ấy, thì cái chuyện tình cảm của những người tuổi Dậu nếu mà có thể giữ ở cái mức độ bình ổn cũng đã là may rồi. Quý vị không cầu mong cái điều lớn lao hơn mà đốt cháy giai đoạn, kẻo có thể xảy ra cái tình trạng là phản tác dụng. Các cặp đôi có thể đề phòng cái kẻ thứ ba xuất hiện phá ngang trong thời gian này. Những người độc thân thì vẫn có nhiều cái trúc trắc do gì? Do cảm xúc nó thất thường, yêu đương thì tùy hứng. Bên cạnh đó, cái chuyện về mặt sức khỏe ấy, thì cũng có khá nhiều cái điểm cần phải lưu tâm. Nói chung trong tháng 2 âm lịch này các bạn nên chú ý giải tỏa cái tinh thần kịp thời để tháo gỡ những cái tư suy nghĩ, những cái áp lực trong công việc và về vấn đề về tài chính. Thì ngoài ra những người tuổi Dậu tốt nhất là nên hạn chế đi xa. Trong trường hợp bắt buộc thì nên chọn những cái trong trường hợp bắt buộc phải đi thì quý vị cũng nên chọn ngày lành tháng tốt để cho được thì hành thông thuận lợi hơn. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tháng Đinh Mão thì cái vận trình của những người tuổi Dậu nói chung là cũng gặp khá nhiều khó khăn và vất vả đấy, nên là quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm nhé. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu, đó là con giáp thứ 10. Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ 11, đó là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, trong cái tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão thì cái vận trình của những người tuổi Tuất có hung có cát đan xen, có thăng cũng có trầm, sẽ có một số cái thay đổi và những cái thách thức trong vận trình sự nghiệp, tài lộc cũng như là các mối quan hệ của những người tuổi Tuất. Đòi hỏi con giáp này phải phải duy trì cái tâm lý ổn định để có thể dũng cảm đối mặt với mọi cái vấn đề nó có thể xảy ra. Vận trình công danh sự nghiệp của những người tuổi Tuất trong cái tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão này ấy, nói chung được cục diện là Mão Tuất nhị hợp, nó chống lưng, nó nâng đỡ, nên là những người tuổi Tuất ấy đôi khi vẫn bị nhiều cái hung tinh nó rình rập, công việc trước thuận sau nghịch, làm gì cũng nên phải nhìn trước ngó sau, tính toán một cách cẩn thận và chi tiết đấy, kiểm tra cẩn thận đấy, các cụ nói là sai một ly thì đi một dặm. Tuy cái hung hiểm nó tiềm tàng nhưng mà nó vẫn có quý nhân tương đỡ, bản mệnh có thể là gì tận dụng cái cơ hội này để thừa thắng xông lên. Công việc được gì cục diện lục hợp nó nâng đỡ, tài lộc cũng duy trì ở mức khá là ổn định, thu chi thì cân đối, làm ăn buôn bán thì vẫn túc tắc có hưởng được cái lộc trời ban. Tuy chưa nhiều, lúc khó khăn thì quý vị cũng cần phải kiên trì, đừng có bỏ dở giữa chừng, đề phòng cái tiểu hao nó cán ngán đường cản lối. Quý vị cũng nên cẩn trọng trong việc hợp tác kinh doanh đầu tư đấy, kẻo gì lại gặp cái tình huống là bị lừa lọc. Đấy. Về mặt tình duyên gia đạo trong thời gian này ấy, thì cái tình cảm của những người tuổi Tuất nói chung là lại khá là sáng đó. Nói chung cái tháng 2 âm lịch những người tuổi Tuất có cái đào hoa nó nhập mệnh, thích hợp với những người độc thân tìm được cái nửa kia,
các cặp đôi có thể là tính toán đến cái chuyện kết hôn. Bên cạnh đó, Nguyệt lệnh nó là một đất dưỡng, nói chung nó cũng thuận lợi cho các cặp vợ chồng vun vén cái mái ấm gia đình. Khi mà cả hai đồng lòng thì không có cái sóng gió nào có thể phá hoại được cái hạnh phúc gia đình của những người tuổi Tuất. Bên cạnh đó thì cái sức khỏe của những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng khá là bình ổn, không có nhiều cái triệu chứng bệnh tật nào phải lo lắng. Một số triệu chứng khó chịu thường hay xuất hiện như là đau đầu chóng mặt hoặc là ngủ không sâu giấc ấy sẽ biến mất nếu mà các bạn tiếp tục cân bằng được cái trạng thái tâm lý và giữ được cái tinh thần thoải mái. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Như vậy, những người tuổi Tuất là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, cuối cùng chúng ta xét đến con giáp thứ 12, đó chính là những người tuổi Hợi. Quý vị thân mến, trong cái tháng 2 tháng Đinh Mão thì những người tuổi Hợi được cục diện là Hợi, Mão, Mùi là tam hợp. Đó. Vậy nên cái vận trình của những người tuổi Hợi trong tháng 2 âm lịch thì nó đang đi lên, đang tăng trưởng, ổn định. Đó. Nói chung ấy, trong tháng này có rất nhiều cái tín hiệu tích cực, nó ủng hộ, khiến cho những người tuổi Hợi cứ băng băng tiến về phía trước. Cái vận may về sự nghiệp của những người tuổi Hợi trong cái tháng 2 âm lịch cũng khá là tốt. Các bạn có thể nhận được một số cái cơ hội phát triển nghề nghiệp như là được thăng chức tăng lương hoặc chuyển sang các vị trí có tiềm năng cao hơn. Tuy nhiên, các bạn cũng có thể phải đối mặt với những cái vấn đề kèm theo khi mà cái lệnh điều chuyển nhân sự hoặc là gì bị những cái gặp những cái xáo trộn về cái tổ chức. Nói chung trong tháng 2 các bạn cần phải thắt chặt cái sự hợp tác và các mối quan hệ trong công việc đó. Nói chung ấy, cái sự nghiệp công việc nó hay thông thuận lợi, tài chính của những người tuổi Hợi cũng được ổn định, cũng có thể coi là dư giả. Nhưng cái nguồn thu chủ đạo của các bạn vẫn là công việc hiện tại. Vì thế nên tập trung và phát triển hơn là ôm đồm nhiều việc lặt vặt cùng một lúc. Các kế hoạch hợp tác làm ăn thì cứ diễn ra nhẹ nhàng. Nhiều cái chuyển biến tích cực, các bạn có thể yên tâm duy trì cái hoạt động buôn bán kinh doanh trong thời gian hiện tại. Bên cạnh đó, về mặt tình cảm của những người tuổi Hợi thì các bạn cần phải chủ động hơn trong các mối quan hệ, dành nhiều thời gian cho gia đình, quan tâm đến vợ đến chồng nhiều hơn. Con cái và cha mẹ, họ hàng thân thiết, các bạn cũng cần phải gì? Chú ý chăm sóc. Cái vận đào hoa của những người độc thân trong thời gian này cũng khá là vượng. Nhân dịp này thì quý vị cũng nên chủ động hơn trong các mối quan hệ hợp tác, xã giao để tăng thêm cái cơ hội tìm được cái người phù hợp. Về mặt sức khỏe của những người tuổi Hợi trong thời gian này, nói chung là gì? Vẫn cần lưu ý vì có một vài cái hung tinh ngũ quỷ, nó có thể gây hại ra những cái tai nạn bất ngờ. Tuổi Hợi cần phải cẩn trọng kẻo gặp những cái họa huyết quan hoặc là gì? Va vấp bất ngờ trong cuộc sống đó. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đây là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình tử vi của 12 con giáp trong tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó. Trong tháng 2 âm lịch chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội trúng số đổi đời, đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Dần, 2 tuổi Tỵ, 3 tuổi Mùi, 4 tuổi Thân, 5 tuổi Tuất và 6 là tuổi Hợi. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội đổi vận giàu sang một bước lên trời trong cái tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.